Một ngày thì dệt được một hay là mấy chiếc ạ? Được 4 cái chiếu ạ. 4 lá. 4 lá một chiếc mà. À. Bác dệt như này được bao nhiêu năm rồi? 50 năm rồi. Đấy cơ. 50 năm rồi. Thế ạ. Tuyệt vời quá. Thế ạ, thế một cái chiếu này thì mình bán được khoảng bao nhiêu tiền ạ? Bán được 100 lá nhưng mà nó được ít mà nguyên liệu nó nhiều ấy. À, tức là trừ nguyên liệu đi thì còn ít rồi. Nguyên liệu đi 2 phần thì công được khoảng. Vâng, tức là 1 phần 3. Ở đây có nữa đó. 30 nghìn. Nên là bây giờ nó già với đây. Ngày xưa thì còn rất rẻ thì nó làm cho hợp tác ấy, thì nó cũng không ăn gì. À. Bây giờ không còn hợp tác ấy, thì làm ngoài nó cũng chẳng ăn gì. À. Nghề thủ công này hay. Nghề thủ công không ăn gì nữa, kiểu là giờ nó không làm nữa. Trẻ thì không làm. Giờ nó đi cắt công ty nó làm, nó có tiền hơn. Ở đây có khoảng bao nhiêu nhà đang dệt như này bác? Đá quai cả cái khu này không có tôi. Còn mỗi hai bác thôi. Ở bên cầu ngói có nhà cổ đi xuống được mấy vài nhà. Dạ. Còn bán trên đồng dưới nó bị đông. À. Trên đồng dưới họ có dệt như giải nó bị đông ở đấy không có gì. À. Bán chỗ này có một nghìn cả cái khu đây có mình nhà tôi không ai dệt. À. Còn bên qua cầu ngói được vài nhà, hai ba nhà. Dạ. Thế cái cói này là mình trồng ở đây luôn phải không ạ? Không, trồng mãi trong Thanh Hóa. Ồ, ở trong Thanh Hóa. Trồng à. Mình chỉ có dệt chỗ này. Giờ mà nó chỉ án rồi nó làm 170 là nó không đạt. Vâng. Mà nó phải làm ngày ít đã phải 100 trở lên. Vâng. Chúng tôi làm ngày mấy cũng phải làm. Vâng. Già rồi giờ làm cái gì. Vâng. Thiếu ít tiền lắm. Vâng. Cái nghề này dễ bị mai một. Ít người theo được. Theo không theo nổi ấy. Vâng. Nó phải kiên trì bác nhỉ. Vâng. Cái khu bây giờ có công ty thì nó chỉ làm công ty, nó không làm cái này nữa. Mấy chục năm rồi. Wow. Trước đây thì chắc là làm dễ kiếm tiền hơn không. Bây giờ. Không có tiền bây giờ. Thế tác bao cấp về làm theo tác xã có tiền. Tác xã đường công ít lắm. Thế là không có tiền. À, bây giờ lại có tiền hơn ạ. Bây giờ đấy làm còn nhiều tiền hơn ngày xưa. À. Ngày xưa là không có tiền mấy mà lại làm theo hợp tác ăn khẩu gạo ấy. Không có tiền. Vâng. À. Mà buôn thì cũng biết đi buôn. Vâng. Nhưng mà bây giờ chính bây giờ còn làm khó ngày xưa còn làm nhiều tiền hơn. À. Nhưng mà nhiều tiền hơn nhưng thời đại này là nó không làm. À. Thời đại này là nó đi làm công ty nó cũng nhiều tiền hơn. Vâng. Thế sau khi mình dệt xong như thế này thì mình có phơi hay là có thêm cái chất bảo quản gì không hay là cứ như thế? Đây là mình phơi chim trong phơi ra đường mà bể. À, phơi ngoài kia. Xong bắt đầu họ đấy. À. 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 Thế phơi xong rồi đến được bao nhiêu cái thì họ vào họ lấy, họ mua phải không ạ? 10 ngày hay nửa tháng họ đến hồi đấy. À. Nó khô cái kia nó không có nào đến hồi đấy. Thì lại họ lại bán trong nước thôi hay là xuất khẩu quá? Trong nước, cái này mình dùng và họ đưa ra Hà Nội. Vâng. Bác có cái nào mà đã đẹp mà xong rồi không muốn mua của bác một chiếc? Để làm kỷ niệm. Mặt bể. À mặt bể. Vâng, tí nó mua của bác. Lấy khô trong này. Vâng, cái nào đẹp mà nó... Cái này khô rồi đây. Cái kia thì nó đang rất mà lấy mà mình... Vâng, bác cho cái nào mà nó đẹp. À. Là à đấy là cái đơn à kìa. Chiếu 1. Chiếu 1. Chiếu 90 vào.
Đấy, bác cho bán lại cho một chiếc đấy, hai chiếc luôn. Vâng, vâng. Đấy, xong sẽ gửi đẹp quá. Vâng, đẹp quá. Rồi bác cứ để đấy, bác cứ để đấy, tí nữa là cháu sẽ cầm thôi, đơn giản. Vâng, đẹp quá. Rồi, cảm ơn bác. Thế còn cái đầu bên này là cái đầu buộc rồi. Đầu ấy để kéo. Đấy, để xong lên tới trên đấy là bắt đầu là kéo xúc xuống. Mình phải đánh xúc. À. Tay phải đưa ra đánh xúc. Thì không phải nối. Rồi cứ để xong à. Kéo. Vâng. À. Tức là một ngày được khoảng 3 đến 4 chiếc. 4 chiếc thì nằm tối. Là 4 đến 5 chiếc. Được, còn ban ngày thì 3 lá. Vâng. Nếu dùng là năng giặt đi nó không bốc. Dạ vâng ạ. Là không bốc, dùng nó không bốc. À kia bác phơi ở trên cái bể kia đúng không ạ? Đấy, phơi khô đây, cái này là à, phơi khô rồi phải không ạ? Vâng, cảm ơn bác. Vâng. Hay quá. Thế bác không làm cái loại mà nó có hoa hả? Không, hoa là họ in đấy. Hoa là họ in các cái phẩm vào, nó không tốt đâu bác nhỉ? Hoa là họ in, còn nếu mà không in nữa họ giật chú cải, họ thử giật cái lại rất tiền lắm. Vâng. Cải là phải gấp mấy lần tiền à. À, thì nó đắt hơn. Họ giật chú cải là họ luộm đi xong rồi họ đi dệt. Vâng. Thì nó bền màu mà nó nhiều công. Vâng. Và nếu mà cái này mà muốn hoa hết, in thì nó nhanh và nhỏ. Vâng. Tức làm đậu là làm không có à, tức là không có hoa được gọi là đậu. Không có màu nhà, nó không thôi thở. Nếu mà kim là nó giặt thì nó thôi thở. À. Nó in mặt thôi, nó khoảng thôi. À. Nó làm như vậy là sạch nhất. Làm như vậy là an toàn nữa. Vâng, an toàn. Vâng, đã hiểu rồi. Mà hoa, nếu mà phẩm hoa là người ta phải hụm quá thì người ta mới rẻ. À, và... thế còn một cái loại mà dệt chiếu bây giờ bằng máy nó cứ có cái máy nó chạy qua chạy lại xong rồi nó cắt rồi, cái loại ấy thì 3 ngày nó giảm hết. À thế đừng không mua cái loại máy. À đừng mua loại máy. Rẻ tiền, nửa không nửa tiền chứ này thôi. Nhưng mà à. Nó mỏng như mảnh mảnh ấy. À thế ạ. Nó mỏng như mảnh mảnh, nó bằng chỉ. À. Chứ không phải bằng đay. À. Rẻ tiền bằng đay. Vâng. Thế ở trong khu vực này của mình có cái nào dệt máy không ạ? Không, máy thì xưa Thanh Hóa. À, Thanh Hóa. Họ bỏ hết rồi, cái đấy họ mua. Vâng. À. Mình từng có mua chiếc máy. Vâng. Chiếc máy là nhanh hỏng lắm. Cái đấy rẻ một nửa tiền cái này thôi. À. Nó dệt bằng chỉ. Chỉ trắng dệt nó mang này nó thú thụm ấy. Vâng. Cái thời sau giải phóng miền Nam ấy, cháu còn thấy ở miền Nam nó có cái chiếu bằng nhựa. Bây giờ cũng không thấy nữa nhỉ bác nhỉ? Không, bây giờ có, ở đây có. Trước đây hồi là miền Bắc mình nhìn thấy cái chiếu bằng nhựa thích lắm. Thế, không, mình chưa ở đây nhưng mà... Bây giờ không thấy nữa nhỉ? Trên thị chính kia họ có nơi giật chiếu nhựa đấy, nhưng mà giờ chiếu nhựa ở đây nó rẻ tiền lắm, mà giật giật nó nằm mùa này nó lắm. Vâng, cái chiếu đấy mà nằm bây giờ thì ghê lắm. Vâng. Tôi cũng một lần là tôi bảo mua cho nó rẻ tiền, chứ chiếu to là tôi không làm được, chỉ làm chiếu nhỏ thôi. Vâng. Mua chiếu to về 101 một đôi mà chỉ được 1-2 năm mà không dùng mấy là nó như bọt xà phòng. Đúng rồi. Nó ra hết nhà mà như bọt xà phòng hết thì gội. Vâng. Cái chiếu nhựa. Đúng rồi. Không dùng dưới mà chết. Nhìn nó đẹp nhưng mà nó không khét, nó không khỏe. Vâng. Nhìn lại đẹp hơn. Thường thường là cái trắng này là tốt nhất. Cái trắng là hay nhất rồi ạ. Hay nhất. Mà cái trắng năng giặt thì nó không có mốc gì cả, mà sạch sẽ nhất. Vâng. Thế mà về năng giặt nằm được mấy hôm. Cái dây này là cũng là sợi gai luôn này phải không bác? Đây đây là đây. Đây. Đây vỏ xong họ đánh ra thành sợi xong họ bán cho mình. À. Mình chỉ bước dệt thôi. Cho nên mình phải đi mua đây. Mình đi mua. Thế còn bên cạnh này cháu thấy có một cái cốc nước là để làm gì đấy? Cốc nước bên này này. À, cái này là cái dầu để sơ đây cho nó sơn đấy ạ.
À, nó trơn cái máy không? Nó trơn cái ngò. Trơn cái ngò này để giật nó khỏi đây, nó khỏi đứt. À. Đấy là dầu, dầu mỡ mà. Sơ qua thì nó trơn ngò. Dầu lin phải không ạ? Không, dầu ấy là dầu ăn đấy. À, dầu ăn. Không, thỉnh thoảng mình cho cái dầu vào. Một ghế, cái một ghế là mình xe xe này lên là lại xe lên giật hết cái ghế. Làm này nó cũng khỏe người bác nhỉ. Ở đây nó khỏe, không khí thì tuyệt vời, trong lành, yên tĩnh. Vâng. Vâng, phù hợp với tuổi mà cũng rất là tốt. Bác ngồi như kia chẳng khác gì ngồi thiền cả. Thật đấy mà. Vâng, thể dục thể thao đây còn đi làm mà lại thể dục thể thao có tiền chứ. Đúng không ạ? Hay quá. Vâng. Bây giờ mà cứ ngồi không là nguy hiểm lắm đấy. Và không làm này là sống lâu lắm, yên tâm, phải đến 100 tuổi trở lên. Thôi đấy, ba cứ đều đều như này, ăn uống nó kiểu như là nó đơn giản thôi, rau vàng. Ăn nhiều rau rồi là thịt cá ít đi, rồi không khí trong lành này. Làm việc này thì khỏe mạnh. Nó dính vào nhau chặt nhỉ bác nhỉ? Đập đấy. Vâng. Phải chỉnh, nhìn đến đâu phải chỉnh đấy nhỉ? Một mắt cũng sẽ rất là sáng đấy. Không, đập nó quen tay rồi. Vâng, nó quen rồi. Nó quen tay rồi đập. Vâng. Đập đều, nhớ đập đều tay. Vâng. Từ nãy giờ ước tính được khoảng một gang tay bác nhỉ? Đấy, nãy giờ được gang tay. 2 tiếng rưỡi đấy. 2 tiếng rưỡi mới được một lá. 2 tiếng rưỡi. Một lá là khoảng 2 mét đấy bác nhỉ? Vâng, 220 chiếc. Đây cháu gửi bác tiền nhá. Bác cầm luôn. Yêu bác thêm 100. Vâng. Vâng, cảm ơn bác và đấy. Thỉnh thoảng sẽ quay lại. Vâng, thỉnh thoảng quay lại. Chú ở mãi đâu? Dạ, cũng ở Hà Nội ạ. Vâng, đi chơi. Nhưng mà thấy vừa uống cà phê bên cái hàng bên kia. Họ có nói là ở đây có một cái hai bác Việt chiếu rất là nổi tiếng. Thế là vô luôn. Không có là ở đây như khu vực xã, cái khu vực mấy xã đây là mấy phố đây là miền có một đầy giải chiếu. Dạ vâng. Đúng rồi, bởi vì tất cả khu vực này người ta giờ chỉ còn biết hai bác thôi đấy. Thật mà. Uống cà phê người ta bảo thế mà. Giờ còn mỗi hai bác thì bác cố gắng giữ được cái nghề. Cơ bản nó rẻ tiền đấy, thanh niên nó không đẹp. Vâng, nó ít tiền nó thanh niên nó giật. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ nhìn thấy rằng là làm cái chiếu này mới là an toàn, mới khỏe mạnh, mới tốt, người ta sẽ quay ra hơn là cái chiếu dệt bằng máy ấy, như bác nói. Vâng, nó nhanh hỏng mà nó không tốt cho sức khỏe. Vâng. Rồi, xin cảm ơn hai bác nhá. Vâng, xin chào bác, thỉnh thoảng sẽ lại quay lại. Vâng, chào bác. Vâng. Rồi, cảm ơn bác. Vâng, chiếu nhỏ. Thế còn cái này là cái gì bác? Cái này này. Không, cái này. Cái dầu thì nó phải cho trơn cho nó dễ.
cái này mét 8 rồi. Cái này mét 6 ạ. Mét 6. Mét 6. Không được mét 8. 20 cân. Thế cái này chắc là bán đắt tiền hơn cái kia. Cái này khoảng 200. Cái này 450 một đôi nhá. 450 một đôi. Hai cái này thế này. Hai cái này. À. Bác kia cái bé có 100 thôi. À đúng rồi, chú đã chiếu cá nhân đấy vào. Có một ngày này thì hai chị là làm được bao nhiêu chiếc? Có hai cái rồi đây ạ. Được hai cái rồi. Là được khoảng 450. Mình phải trừ đi cả cái nguyên vật liệu. À trừ đúng rồi. Nó vào được 100. Wow. Hay quá. Mà cứ làm hai người nó mới vui quá nhỉ. Thế ở chỗ đằng kia cũng có hai bác làm với nhau. Vâng, hai người mới làm được chứ một người không làm được, đúng không? Còn cái sợi cói kia là cũng mua ở bên Thanh Hóa. Đấy, con kia nó cứ sủa. Vâng, lạ quá. Đây được hôm nay được 4 cái rồi đấy à? Hai ngày mới được 4 cái này hả? À. Ngày được 2 cái. Thế còn cái này là cái gì ạ? Cái này là cái gỡ đây ra. Wow. Wow. Cái này mình cũng phải mua hết đúng không? Vâng. À. Có riêng một cái nhà để làm chiếu. Vào đây làm đi không? Ông vào ông làm đi giúp người, cũng đứng đấy. Bạn đến quán đen rồi. Hôm nay thì ta đưa đi thế giới. Wow. Bạn bỏ đi bạn. Bạn thân của con. Ở đây bây giờ còn bao nhiêu cái nơi, có bao nhiêu nhà dệt như thế này nhỉ? Được chục nhà không? Nhiều nhá. Mà xuất đi cả nước ấy chứ nhỉ? Bán đi cả nước. Thế cả, còn mấy chục nhà cơ. Tốt quá nhỉ. Ít người trẻ làm đúng không? Toàn người đứng tuổi trở lên mới làm được, kiên trì. Toàn chính phủ ấy, đúng rồi.